Kính thưa thầy cô, sau học phần số 1, chúng ta đã biết về tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho danh tính số của bản thân và có rất nhiều cách để người khác có thể truy cập thông tin và sử dụng chúng để gây bất lợi. Vậy thì tin tốt là chúng ta cũng có rất nhiều cách để hạn chế rủi ro và tập trung vào những trải nghiệm tích cực trên môi trường trực tuyến. Trong học phần số 2 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về cách bảo mật thông tin của mình. Việc sử dụng cũng như truy cập Internet không phải là một trải nghiệm tiêu cực vì bạn chính là người kiểm soát danh tính số của mình. Chúng ta đều biết, thế giới số đã mở ra rất nhiều cơ hội tuyệt vời cho chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta có thể giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, có thể làm việc từ nhiều địa điểm khác nhau, có thể nghiên cứu và tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Nếu như chúng ta biết cách bảo vệ danh tính số, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng tối đa công cụ này. Vậy, làm sao để kiểm soát danh tính số của bạn tốt hơn ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về nội dung này thầy cô nhé. Việc đầu tiên, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về cách mà chúng ta đang sử dụng Internet. Hãy dành thời gian để suy ngẫm về những thông tin bạn chia sẻ, cũng như những hành vi bạn làm trên môi trường trực tuyến. Hãy cân nhắc xem các bài đăng của bạn liệu có làm tổn thương người khác hay không, có dễ gây hiểu lầm hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của bạn hay người khác hay không. Vậy, chúng ta nên sử dụng Internet như thế nào ạ? Đầu tiên là sử dụng nó một cách riêng tư. Mọi người có định nghĩa khác nhau về quyền riêng tư, nhưng trọng tâm chúng ta hôm nay là kiểm soát thông tin cá nhân trên môi trường trực tuyến, hay nói cách khác là lựa chọn những gì người khác có thể biết về bạn thông qua những gì bạn chia sẻ trên môi trường trực tuyến. Thứ hai là sử dụng Internet một cách an toàn. An toàn Internet có rất nhiều khía cạnh. Trong bối cảnh này, việc sử dụng Internet an toàn đề cập đến cách thức, hành vi và biện pháp phòng ngừa mà bạn nên thực hành và quan sát để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn, những gì bạn làm trên môi trường trực tuyến sẽ không gây ảnh hưởng xấu cho bạn. Quyết định mức độ bạn muốn chia sẻ về bản thân trên môi trường mạng là một việc hữu ích. Nếu bạn thường xuyên sử dụng Internet và chia sẻ nhiều thông tin, bạn nên dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn muốn cộng đồng trực tuyến biết về bạn và những gì bạn muốn giữ riêng tư. Và không dừng ở đây, bởi vì có rất nhiều cách chúng ta có thể quản lý cũng như kiểm soát những thông tin đó. Chúng ta đã biết rằng khi truy cập Internet, chúng ta luôn để lại dấu vết và có rất nhiều cách để người khác có thể truy cập được những thông tin của chúng ta. Nên việc dành thời gian và suy ngẫm về những điều bạn sẵn sàng để chia sẻ về con người thật của mình trên Internet luôn luôn là một việc cần làm. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những câu hỏi rất đơn giản cho bản thân như: bạn sẽ chia sẻ thông tin về tài khoản ngân hàng của mình trên mạng xã hội không? Liệu bạn có chia sẻ những video về bí mật của mình mà bạn không hề biết ai có thể xem được không? Hoặc bạn có thiết lập những tài khoản trên một trang web mà bạn chưa từng nghe tới rồi cung cấp thông tin như tên và địa chỉ của mình chứ? Những câu hỏi đơn giản này sẽ bước đầu giúp các bạn cũng như các bạn học sinh của chúng ta hình thành nên suy nghĩ về việc cân nhắc xem thông tin nào nên chia sẻ và cũng như không nên chia sẻ trên môi trường trực tuyến và nên chia sẻ với ai. Mật khẩu cũng là một cách để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bất cứ khi nào bạn muốn tạo tài khoản trên môi trường trực tuyến như tài khoản mạng xã hội, tài khoản email, tài khoản học trực tuyến, bạn đều được yêu cầu tạo mật khẩu cho tài khoản đó. Nếu bạn chưa biết đến thuật ngữ này, thì mật khẩu là một sâu chuỗi các số, ký tự, 3 hoặc 4 ký tự với nhau. Một tài khoản có duy nhất một mật khẩu và nó dùng để ngăn chặn những người khác truy cập vào tài khoản của bạn. Mục tiêu của chúng ta là khiến cho người khác khó đoán ra được mật khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế thì sao ạ? Không phải ai cũng sử dụng mật khẩu khó đoán, ngược lại còn sử dụng những mật khẩu vô cùng đơn giản. Ở đây, có bao nhiêu thầy cô sử dụng ngày tháng năm sinh của mình để làm mật khẩu ạ? Đây là một số ví dụ về các mật khẩu vô cùng phổ biến, thầy cô có lẽ cũng thấy quen thuộc đúng không ạ? Chúng ta rất thường xuyên gặp các mật khẩu như 666888, 123456767, sử dụng ngày tháng năm sinh, hay tên vật nuôi, hay tên những sở thích của mình. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì ạ? Hãy tự hỏi, nếu như thầy cô chia sẻ rất nhiều về vật nuôi, cũng như những nơi thầy cô thường xuyên đi tới để sử dụng những thông tin đó làm mật khẩu, theo thầy cô, người khác có thể tìm ra không ạ? Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về cách người khác có thể đoán ra mật khẩu của chúng ta nữa. Và bởi vì người khác có thể dễ dàng đoán ra mật khẩu của chúng ta, nên có một mẹo hay ở đây là gì ạ? Là không nên sử dụng những mật khẩu phổ biến, cũng không nên sử dụng những thông tin liên quan đến bản thân như sinh nhật, địa chỉ hay nhà ở. Hãy dành thời gian để nghĩ ra những mật khẩu khó đoán, càng mang tính ngẫu nhiên càng tốt. Tuy nhiên, miễn là thầy cô cũng như các bạn học sinh có thể nhớ được nó. Hãy xây dựng cho mình một mật khẩu mạnh bằng cách kết hợp cả chữ thường, chữ hoa,
cả số và thậm chí cả những ký tự đặc biệt. Hãy chắc chắn rằng mật khẩu của thầy cô cũng như các bạn học sinh đều trên 6 ký tự. Vậy nếu như thầy cô cũng như các bạn đang sử dụng một mật khẩu không được an toàn cho lắm và người khác có thể đoán ra, thì chúng ta cần làm gì để thay đổi được nó ạ? Hãy lấy Facebook làm ví dụ, chúng ta hãy cùng mở ứng dụng Facebook ra và thao tác theo tôi ạ. Thứ nhất, hãy nhấp vào góc bên phải bất kỳ trang nào của Facebook và chọn mục cài đặt. Nhấp vào phần bảo mật và đăng nhập. Thầy cô có thấy phần thay đổi mật khẩu chưa ạ? Chúng ta hãy cùng nhấp vào phần chỉnh sửa, sau đó nhập hai loại mật khẩu như sau. Mật khẩu thứ nhất chính là mật khẩu hiện tại mà chúng ta đang có, sau đó là mật khẩu mới. Cuối cùng, chỉ cần nhấp vào lưu thay đổi là chúng ta đã có một mật khẩu đủ mạnh rồi ạ. Ngoài đặt mật khẩu ra, để kiểm soát thông tin cá nhân cũng như quyền riêng tư, chúng ta cũng có thể kiểm tra lại phần cài đặt trong tài khoản trực tuyến của mình. Cũng giống như các thiết bị công nghệ như máy tính hay điện thoại, chúng ta đều có mục cài đặt quyền riêng tư. Và các tài khoản trực tuyến như tài khoản mạng xã hội, tài khoản nghe nhạc, xem phim cũng có phần cài đặt để xác định mức độ thông tin mình muốn chia sẻ với người khác. Có những tài khoản hay thiết bị đã được cài đặt sẵn ở chế độ mặc định, tức là các nhà cung cấp dịch vụ đã cài đặt sẵn ở một vài chế độ cụ thể. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân, chúng ta có thể thay đổi các cài đặt đó. Vậy, để thay đổi quyền riêng tư trên Facebook, chúng ta cần làm gì ạ? Thầy cô có thể lấy điện thoại ra và làm theo hướng dẫn của tôi để xem mức độ riêng tư của bản thân mình trên mạng xã hội đang ở mức nào nhé ạ. Bước 1, thầy cô hãy nhấp vào biểu tượng 3 gạch ở góc bên phải của Facebook rồi nhấp vào lối tắt quyền riêng tư. Bước 2, thầy cô hãy chọn vào quyền riêng tư và sau đó chọn xem lại một vài cài đặt quyền riêng tư quan trọng. Cuối cùng, chọn bắt đầu kiểm tra quyền riêng tư và trả lời các câu hỏi trong cài đặt. Khi kiểm tra quyền riêng tư, thầy cô có thể xem lại những thông tin sau. Thứ nhất, đối tượng mà bạn đang chia sẻ bài viết. Thứ hai, thông tin mà bạn đang chia sẻ trên trang cá nhân. Và cuối cùng là các ứng dụng cũng như trang web đang đăng nhập bằng chính tài khoản Facebook của bạn. Vâng, thầy cô có thấy hình ảnh trang này quen thuộc không ạ? Chúng ta đã quá quen thuộc với nó rồi. Đây chính là nơi chúng ta đăng nhập cũng như đăng xuất một tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên có xu hướng bỏ qua và thường xuyên đăng nhập tài khoản ở máy tính của người khác rồi quên đăng xuất. Đối với các bạn học sinh, điều này khá quan trọng khi các bạn thường xuyên sử dụng máy tính công cộng cũng như máy tính trong thư viện chẳng hạn. Và người khác hoàn toàn có thể lấy cắp thông tin này của chúng ta. Vậy để nâng cao tính bảo mật tài khoản của Facebook, chúng ta có thể làm những cách nào ạ? Chúng ta có thể kích hoạt chức năng nhận thông báo khi ai đó cố gắng đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt web mà chúng ta không hề biết. Các cảnh báo này sẽ cho bạn biết thiết bị nào đã thử đăng nhập và vị trí của thiết bị. Để kích hoạt chức năng này, chúng ta cần làm theo những bước sau ạ. Thầy cô sẵn sàng làm theo hướng dẫn của tôi nhé. Bước 1, thầy cô lại một lần nữa nhấp vào biểu tượng 3 gạch ở góc bên phải của Facebook, rồi nhấp vào cài đặt, lựa chọn cài đặt bảo mật và đăng nhập. Bước 2, nhấp vào bảo mật và đăng nhập ở bên trái. Bước 3, nhấp vào chỉnh sửa rồi lựa chọn nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra. Bước 4, chọn nơi mà bạn muốn nhận thông báo của mình. Thầy cô có thể nhận thông báo thông qua email, thông qua tài khoản Facebook từ một thiết bị đã được xác nhận. Và cuối cùng, đừng quên nhấp vào lưu thay đổi thầy cô nhé. Bên cạnh mật khẩu, xác thực hai yếu tố cũng là một trong những tính năng bảo mật giúp bảo vệ tài khoản Facebook của bạn. Khi bạn thiết lập xác thực hai yếu tố, mỗi khi bạn hoặc người nào đó muốn đăng nhập vào tài khoản của bạn, họ sẽ được yêu cầu mã đăng nhập. Để dễ hiểu hơn thì chúng ta có thể ví như cần mở hai lần khóa cửa thì mới vào được phòng ấy ạ. Đối với thầy cô, những người trưởng thành thì đây giống như một mã OTP mỗi lần thầy cô thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng. Vậy, để kích hoạt chế độ xác thực hai yếu tố, chúng ta cần làm những gì ạ? Đầu tiên, lại một lần nữa thầy cô nhấp vào biểu tượng 3 gạch ngang ở góc bên phải của Facebook, rồi nhấp vào cài đặt, lựa chọn cài đặt bảo mật và đăng nhập. Bước 2, nhấp vào chỉnh sửa, rồi kéo xuống sử dụng xác thực hai yếu tố. Bước 3, chọn phương thức xác thực bạn muốn thêm và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bước 4, nhấp vào bật để kích hoạt phương thức xác thực hai yếu tố. Vâng, chính xác rồi ạ. Ngoài ra chúng ta còn có thể quản lý và điều chỉnh người xem bài viết của chúng ta. Trên Facebook, thầy cô thấy bao nhiêu chế độ ạ? Có chế độ công khai này, chế độ bạn bè này, chế độ chỉ mình tôi này và có một chế độ vô cùng thú vị. Đó chính là chế độ chia sẻ với mọi người và trừ ai đó. Liệu thầy cô đã sử dụng chế độ này chưa ạ? Chúng ta cũng có thể quản lý các cookies. Cookie là gì ạ? Cookie được sử dụng để giúp một trang web theo dõi các lượt truy cập và hoạt động của người dùng, chẳng hạn như lưu mật khẩu, tài khoản và tất nhiên nếu chúng ta cho phép,
Chính cookie đã khiến chúng ta nhìn thấy quảng cáo mà các sản phẩm chúng ta quan tâm đó thầy cô. Thầy cô có thể nhìn thấy một hộp thoại bật lên trên một trang web. Điều đó cho thầy cô biết rằng trang web đó đang sử dụng cookie. Thầy cô có thể quản lý cookie của mình thông qua phần cài đặt của trình duyệt web như trình duyệt web Firefox, Chrome hay Safari. Tùy thuộc vào trình duyệt, thầy cô có thể xóa các cookie và chặn một số hoặc tất cả chúng. Khái niệm kiểm kê kỹ thuật số có lẽ nghe khá xa lạ đối với thầy cô đúng không ạ? Tuy nhiên trên thực tế, hành vi này đơn giản hơn chúng ta đang nghĩ rất nhiều. Thực chất, kiểm kê kỹ thuật số chỉ là kiểm kê lại số lượng thiết bị đang kết nối Internet mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ như laptop, máy tính, điện thoại, iPad, rất nhiều đúng không ạ? Và tiếp theo, chúng ta cần tự hỏi, có những ai có quyền truy cập vào các thiết bị mà thầy cô đang sử dụng? Chỉ có thầy cô đang sử dụng thiết bị đó không? Hay là còn có gia đình, bạn bè và cả con cái nữa? Và ngoài thiết bị ra, chúng ta cần kiểm soát lại cả những phần mềm và nền tảng mà chúng ta đang sử dụng. Thầy cô đang sử dụng những ứng dụng nào ạ? Facebook, Messenger hay là Zalo, các ứng dụng gọi đồ ăn hay ứng dụng gọi xe? Các ứng dụng sử dụng xem TV hay xem phim? Thầy cô sử dụng bao nhiêu cách để giao tiếp trực tuyến ạ? Nhắn tin hay sử dụng mạng xã hội, blog hay các diễn đàn hay là email ạ? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét nhanh qua một ứng dụng hoặc một website. Thầy cô có đang cài mật khẩu cho ứng dụng đó không ạ? Và đó có phải là mật khẩu đủ mạnh không? Liệu đó có phải là ngày tháng năm sinh hay là mật khẩu 12345 không ạ? Thầy cô đã nhập những thông tin cá nhân nào khi thiết lập tài khoản này ạ? Liệu thầy cô đã kiểm tra về cài đặt quyền riêng tư của mình chưa? Thầy cô đã cài đặt các phần mềm bảo mật trên thiết bị của mình chưa ạ? Liệu người lạ có thể tìm thấy những gì thầy cô giáo đăng trên mạng không? Chúng ta đã cùng nhau trao đổi về cách sử dụng các thiết bị số. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau suy nghĩ xem liệu chúng ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống tinh thần của chúng ta như thế nào. Việc suy nghĩ về sức khỏe của mình khi sống trong một thế giới trực tuyến là một ý tưởng tốt. Thầy cô cần chăm sóc cho bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu thầy cô cũng như các bạn học sinh bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ngồi tại bàn làm việc, sử dụng điện thoại quá lâu, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nghỉ ngơi. Hãy chú ý đến cảm giác của thầy cô sau khi dành thời gian sử dụng Internet. Những gì thầy cô thấy và đọc được trên mạng có ảnh hưởng tới hành vi đời thực của thầy cô hay không? Những bình luận có tác động tới cảm nhận của thầy cô không ạ? Hãy ý thức thật rõ ràng về những ảnh hưởng của hành vi trên mạng tới đời sống thực. Thầy cô có thể tự quyết định khi truy cập Internet chúng ta sử dụng thiết bị nào, máy tính, điện thoại hay máy tính bảng. Và thầy cô sẽ làm gì, vào lúc nào và trong bao lâu. Thầy cô có thể quyết định được số lượng ứng dụng có trên thiết bị của chúng ta, loại hoạt động trực tuyến nào thầy cô muốn tham gia, thầy cô muốn trò chuyện với ai, về chủ đề gì và thông tin nào mà thầy cô muốn chia sẻ trực tuyến. Chính thầy cô mới là người đang nắm quyền kiểm soát. Ngoài ra, việc khuyến khích các bạn học sinh xây dựng cho mình một bộ quy tắc cá nhân trên môi trường trực tuyến là một cách hữu ích để các em có những tương tác tích cực hơn trên môi trường trực tuyến. Ví dụ như, tôi sẽ không bao giờ tranh cãi với người khác về quan điểm cá nhân. Hay, tôi sẽ không bao giờ xúc phạm người khác. Tôi sẽ chỉ chơi game 30 phút mỗi ngày. Chúng ta đang nói về hành vi trực tuyến vì thầy cô sẽ không chỉ là một hành khách trong thế giới này. Trong nhiều trường hợp, thầy cô chính là những nhà sáng tạo hoặc phát hành nội dung. Thầy cô có thể tạo ra các thông tin, hình ảnh mà người khác sẽ nhìn thấy và đọc được. Do đó, thầy cô cũng cần cân nhắc về khán giả của mình và chịu trách nhiệm về những gì thầy cô quyết định đăng hoặc phát hành. Ví dụ như là một nhiếp ảnh gia, thầy cô có thể đăng hoặc chia sẻ ảnh chụp của mình lên Instagram, Facebook hoặc các nền tảng khác. Là một nhà văn, thầy cô có thể để lại bình luận, đăng các bài viết lên blog hoặc viết nội dung cho một trang web. Là một nhà quay phim, thầy cô có thể làm một bộ phim ngắn, video hoặc đăng lên một vlog. Thầy cô cũng có thể là một nhà sáng tạo nội dung khi chỉ đơn giản là đăng, bình luận hoặc chia sẻ một nội dung nào đó trên mạng xã hội. Là một học viên trực tuyến, thầy cô có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện trong lớp hoặc đăng bài tập. Thầy cô có thể trở thành thành viên của một nhóm trực tuyến hoặc một trang web hẹn hò. Thầy cô có thể điều hành một trang web riêng của mình cho công việc. Vấn đề ở đây là gì ạ? Là thầy cô đang tạo ra nội dung và xuất bản nội dung đó khi thầy cô đang tham gia trên môi trường trực tuyến. Và hãy nhớ rằng thầy cô đang đăng tải trên các nền tảng cũng như trang web hoặc ứng dụng và có bộ quy tắc riêng mà thầy cô cũng cần tuân thủ. Vì vậy, hãy sáng tạo và đưa ra nội dung một cách có trách nhiệm. Hãy lưu ý đến việc người khác đọc được khi thầy cô đăng bài và nghĩ về bất cứ hậu quả nào có thể xảy ra với cuộc sống thực của thầy cô.
Facebook là nơi để thầy cô có thể kết nối với những người bạn khác cũng như những điều mà thầy cô quan tâm. Thầy cô hoàn toàn có quyền kiểm soát việc mình chấp nhận ai là bạn bè của mình trên Facebook. Trước khi chấp nhận một người nào đó làm bạn bè, thầy cô có thể muốn xem qua hồ sơ cá nhân của người đó. Giữa thầy cô và người bạn đó có bạn chung không? Có đến chung từ một thành phố không? Có biết rõ về họ đủ để cảm thấy thầy cô thoải mái khi chấp nhận yêu cầu kết bạn của họ không? Đó hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của thầy cô. Thầy cô có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu kết bạn. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ở đây. Thứ nhất, nếu như thầy cô không muốn tương tác với một người nào đó trên mạng xã hội nữa, chúng ta có thể, thứ nhất, hủy kết bạn với người đó. Thứ hai, bỏ theo dõi. Và thứ ba là chúng ta hoàn toàn có thể chặn người đó. 3 cách trên là để sử dụng cho những người mà chúng ta cảm thấy không thoải mái cũng như không phù hợp. Vậy còn với những nội dung quấy rối hoặc bắt nạt hoặc tin tức giả thì sao ạ? Chúng ta còn có chức năng khác gọi là báo cáo hay còn gọi là report. Khi nội dung nào đó được báo cáo với Facebook, Facebook sẽ xem xét dựa trên các tiêu chuẩn cộng đồng và chỉ xóa các thông tin vi phạm. Facebook sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về người đã báo cáo và đội ngũ Facebook sẽ xem xét những điều thầy cô báo cáo và đảm bảo về sự an toàn. Ví dụ, để báo cáo một bài đăng, chúng ta cần làm những bước nào ạ? Bước đầu tiên, nhấp vào góc bên trên cùng bên phải của bài đăng bạn muốn báo cáo và chọn tôi không muốn thấy điều này. Bước 2, nhấp vào tại sao bạn không muốn thấy điều này. Chọn phương án mô tả đúng nhất về vấn đề và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nếu thầy cô đã báo cáo điều gì đó, thầy cô có tùy chọn kiểm tra trạng thái báo cáo của mình từ hộp thư hỗ trợ. Xin hãy lưu ý rằng chỉ có thầy cô mới có thể thấy hộp thư hỗ trợ của mình. Vâng, kính thưa thầy cô, vậy sau học phần số 1 và học phần số 2 chúng ta đã tổng kết được những kiến thức nào ạ? Thứ nhất là danh tính số là gì? Danh tính số chính là tất cả những thông tin mà thầy cô đăng nhập cũng như chia sẻ trên môi trường trực tuyến. Thứ hai là tầm quan trọng của việc bảo vệ danh tính số của bản thân. Bởi vì sao ạ? Mọi người có thể tận dụng những ưu thế của các tương tác trực tuyến. Tuy nhiên, nếu cảnh giác và đề phòng, chúng ta có thể giảm thiểu các rủi ro trực tuyến khác nhau. Và cuối cùng là làm sao để bảo vệ danh tính số ạ? Chúng ta có thể sử dụng các điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư, suy nghĩ thật kỹ về những gì chúng ta chia sẻ và đăng trực tuyến. Và hãy nhớ rằng, chính chúng ta mới là người đang nắm quyền kiểm soát danh tính số của mình trên môi trường mạng. Rất cảm ơn thầy cô đã lắng nghe.